Đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ huyện Gia Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc. Đây là một trong ba đại hội điểm của Đảng bộ thành phố Hà Nội. Điều đặc biệt, đây cũng là đại hội đầu tiên cấp huyện tại Hà Nội thực hiện bầu chức danh bí thư ngay tại đại hội. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự đại hội. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Vương Đình Huệ chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Lâm đã đạt được trong 5 năm qua. Lưu ý thêm 6 nhóm vấn đề cần được quan tâm trong nhiệm kỳ mới. Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Đảng bộ huyện Gia Lâm chú trọng triển khai thực hiện tốt đề án đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận đến năm 2025, coi đây là thời cơ và cơ hội thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của huyện trong 5 năm tới. Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, bầu trực tiếp ngay tại đại hội, với số phiếu bầu cao, đồng chí Lê Anh Quân tiếp tục tái cử giữ chức Bí thư Thành huyện ủy Gia Lâm, nhiệm kỳ 22 năm 2020-2025.